Oh, rất là thơm cả nhà ơi. Đó là nếp để chú ủ hành rượu nha, lên men để ủ hành rượu. Wow. Thơm bát ngát luôn. Thơm bát ngát luôn cả nhà ơi. Bây giờ lẽ ra thì phải tới 90 xuống tới 90 phút dạ mới mở ra, nhưng mà giờ thôi tôi mở sớm cho cô coi nè. Dạ. Đây. Cả nhà coi. Wow. Thấy chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 12 khay. 60 kg. 60 kg. Ồ cả nhà thấy. Thù nó thơm cả nhà ơi. Nếp nè. Trời ơi. Nếp quá thơm cả nhà. Nó nở, nó nở ra rất là đều luôn ha. Nó nở rất là đều luôn cả nhà. Thấy nè. Còn thêm cái này nữa. Mình theo chú đến cơ sở nấu rượu của chú cả nhà. Cái đó là gai vậy đó hả? Sạch sẽ, rất là sạch sẽ. Đây đặc biệt nếp không đây nha. Nếp trong đó hả chú? Nếp không, 60kg nè. Dạ, nấu một lần nếp không? Ôi ôi, cơm cháy. Cái lần bỏ gì luôn hả chú? Cái này mình nấu một cái nồi này là có một nồi gạo thôi. Dạ. Nếp không à? Nếp không à? Giờ còn nếp không à? Rồi cái nấu nếp gì có cơm cháy không chú? Đâu có, tập hát đâu có cháy. Điện không cơm cháy. Bây giờ phải cho nó hạ nhiệt chút xíu nữa mới được chứ sớm quá mình dở ra. Dạ, thấy giờ đâu ai chưa ai làm luôn á. Giờ nấu cái nồi này nấu bằng ga không nè? Còn cái ga không? Bởi sáng nấu chút xíu. Nấu bằng bình ga luôn hả? Ừ. Để nấu ga luôn. Nấu ga luôn, rất là sạch sẽ luôn á. Chứ không nó người ta nấu bằng củi trời, củi đuốc. Trời. Ở xưa phải không? Anh chú nhà này quá rồi. Nhất nhì đây thiệt. Ở đây là cái bàn có một mình anh. Em thấy trời, em nó kêu và củi không nè. Củi không. Cái này là khoảng bao nhiêu, nó nặng bao nhiêu ký rồi chú? Cái nào? Cái nồi này nè. Cái nồi này không biết nhiều chứ mà bốn người khiêng, nếu để nguyên vậy là bốn người khiêng không? Cái này chú đặt làm hay là chú đặt làm theo cái ý của mình ha? Đúng rồi. Cái mình thiết kế hả chú? Cái này mình thiết kế, cái nồi này mình đặt cho thành phố nó đem nó gửi về. Là chú thiết kế cái nồi nấu rượu. Cái này mình nấu bằng ga thôi chứ nếu bằng điện nó lại thuộc điện, nhiều khi cúp điện cái mình thua. Chú nói nấu khoảng mấy chục lít. Cái này chín 60 kg. 60 kg nha cả nhà. Cái này nó có 12 khay. Mỗi 12 khay, dạ. Mỗi một khay là 2 khay 7,5 kg. Dạ. 7,5 kg. Là khoảng bao nhiêu lâu nó cũng đã thành rượu? Nếu mà nấu đàng hoàng thì có khoảng thì dễ lắm thì 1,5 tiếng. Khoảng 1,5 tiếng. Mình xong một cái nồi mình nắp xong. Dạ. Rồi khoảng chừng nửa tiếng hồ sau mình mới mở cửa. Tại vì cho cái mình nấu lên đúng 100 độ. Dạ, khoảng 100 độ. 100 độ thì khoảng 15 phút. Đây có cái đồng hồ này cả nhà. 15 đồng hồ nhiệt nè. 15 phút rồi xong rồi cái mình tắt, tắt rồi cái nhiệt độ nó hạ xuống khoảng 90. Quá sạch sẽ luôn. 90 là mình mở cửa. Dạ, nó đúng rồi. Còn cái hũ này là cái hũ gì chú? Cái hũ này là để nước lạnh. Là nước khi trong đây nó rượu nó bốc lên đây nó gặp lạnh đọng lại thành nước. Dạ. Nước xuống cái hũ bên kia. Dạ. Rất là sạch sẽ luôn cả nhà. Hũ bên đây nè. Rất là thơm. Nó sẽ động lại dưới đây ha chú. Dạ. Quá trời thơm luôn. Thơm mùi nếp quá. Trời ơi, mùi nếp này người ta uống người ta ghiền. Ở đây là ông Mười Đòn, ông lấy ra đó, ông đó bỏ ra. Ông mê rượu nữa hả? Ông kỹ đó, ông cái đồ, là ông ấy ăn quan đó. Dạ, thường thường là trên thị trường là bán, hiện tại là bán bao nhiêu một lít rượu á chú? Tùy theo. Ví dụ như rượu nếp là 20, 25, 30, 35, 40. Dạ. 60 cũng có. Dạ. Đó, cái đồng hồ độ nó cao. Ví dụ thấp nhất là 30, 35. Dạ. Nhá. 35 người 38, 40, 45, 50, 55, 60. Dạ. Thì theo cái người ta đặt. Dạ. Rồi chú cho con hỏi là một ngày mình tiêu thụ ra ngoài thị trường khoảng bao nhiêu lít rượu? Thôi. nhiều ta nghe ta cười chứ thôi. Dạ, rồi chú làm cái nghề này khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Năm nay là 17 năm rồi. Dạ, 17 năm cái này của đời ông cha mình ha, của mình tự mình sáng kiến cái. Hồi cấp là nó nấu khó khăn lắm. Dạ. Đã nấu rồi. Dạ. Rồi sau này thời gian sau này thấy mua bán khó khăn quá thôi vợ tôi chuyển nghề nó làm cái này. Làm mình nuôi heo mình lấy phân mình bỏ phân cho. Dạ. Cho nhãn. Dạ. Rồi sau thời gian sau có thấy giờ kinh tế giờ thấy cũng nói chung cũng ổn rồi. Còn dạ. Môi trường ở đây thì nó dơ quá thành dạ. Diễn thôi. Người dân người ta đâu có cho nuôi heo. Dạ. Giờ không có nuôi. Cái này là hầu đó là chú nấu bằng nồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ nấu nồi nghĩa là mình lấy công sức, mình lấy cái sức mình xới, mình nấu dạ, thật đó. Dạ. Củi hả chú, hồi đó là củi. Đặc biệt là ga hết. Bây giờ là ga hết.
chú thay đổi là ra hết. Tính ra bây giờ nó khỏe hơn, nhưng mình thay vì mình mướn người thì mình nấu vậy nó khỏe hơn. Dạ. Mà lợi nhuận thì thấp hơn, à, vậy nó khỏe. Hồi đó thì mình mướn người, bây giờ là chú một mình chú làm. Dạ, nhưng mà nó thấp hơn, nhưng mà nó sạch sẽ, với lại nó không mất cái công của mình nhiều. Đúng rồi, nó không có tốn công nhiều, nghĩa là nó nhẹ chi phí như thế. Dạ. Là thí dụ sáng thế vậy mình chỉ lên tháp bật gà làm rồi là nó sôi. Dạ. Trong vòng 45 phút là xuống ruộng. Là do cái ăn thua là cái cách mình pha chế, với hai là cái di chuyển của mình thôi, mình cũng như mình pha chế, với là hai là cái ta gọi là chung là cái bí quyết của mình thôi. Dạ, cái bí quyết của chú ha. Dạ. Cái đây là nấu theo cách truyền thống nha. Cách truyền thống. Nấu theo cách truyền thống chứ không phải là nấu là mà hấp nếp rồi mình ra mình trộn men rồi mình ủ trong thời gian 8 ngày. Dạ. Mình mới kéo ra thành ruột. Dạ. Chứ còn nếu mà bây giờ người ta nấu men gạo sống, giờ ta để gạo sống, ta rút gạo xong, ta trộn với men xong ta ủ rồi ta nấu, cái đó là không hay. À, trong là men đột phá. Trong thời gian 8 ngày hả chú? 8 ngày. À thì ra là vậy. Dạ. Cái này chú, cái nồi này là chú mua bao nhiêu lâu rồi chú? Nồi này năm nay là khoảng chừng này mới chừng 5 năm nay à. Tại vì cái nồi nấu cái quả quá lặn nổi. Khoảng 5 năm nay. Sang cái nồi công nghiệp này cho mình nhẹ cái công chút. Tự nhiên chú sáng kiến ra là vậy hả chú? Ừ, chứ hồi đó giờ mình nấu cứ nghè cái sới dòng nếp mà sới người ta hấp thì nó mau hơn. Coi mình sới thì nó mau hơn. Cũng như là chú chăn trở rồi chú phát minh ra giống như là kêu người ta phải làm theo cái ý của chú như vậy. Đó, đúng rồi, mình có cái ý tưởng mới rồi ý tưởng. Mình sáng kiến rồi mình thiết kế cho người ta, ta phải làm cho mình. Dạ, ý tưởng sáng kiến ra được cái nồi nấu rượu này rất là hay. Khoảng 5 năm nay thì như chú nghĩ là ở cái bè Tiền Giang mình nè, có ai giống như chú là sáng kiến ra một cái nồi nấu rượu vậy không chú? Ở đây đâu có ai. Không, người ta chứ. Lấy hẹn đây ta nói đâu có ai đâu, mà chỉ đây chỉ có một mình ông thôi chứ. Mà liệu mình lợi nhuận thì rất là thấp. Dạ. So với người ta nấu củi, tại vì người ta nấu củi nhưng mà người ta nấu ít nữa. Dạ. Rồi, nếu mà so với cái lợi nhuận thì mình so thì không bằng ta. Tại vì mình nấu toàn là ga, chi phí mình lớn hơn. Nhưng mà nó là bù lại thì cái công sức mình nó ít hơn. Dạ, chứ một phần chú lấy công làm lời để di chị cái truyền thống nghề nấu rượu này hả chú? Rồi, con của chú có ai mà đồng ý chịu theo nói cái truyền theo cái nghề này hả chú? Dễ gì, từ đó giờ trên phố giờ nó kêu đi không bao giờ nó đứa nào chịu về đâu giờ. À. Nó theo giờ cha mẹ làm nhiều nó đi rồi cha mẹ sống rồi tụi con tự lo trên phố, tụi con lo tụi con sống. Không người con nào chịu mà theo cái nghề này hết. Dạ. Nghề của tụi nó nhàn hơn mình đây cực quá, nó làm mồ hôi quá trời nhiều quá. Dạ, nhưng mà mình yêu thích đó chú, mình đam mê cái công việc, mình yêu thích cái nghề này. Nói vậy chứ lợi nhuận mặc dù nó không cao, chúng đi du lịch Phú Quốc thành ra tới 7 ngày là thành ra mình khác hơi trễ. Dạ. Thì bỏ khoảng hết 5 ngày. Dạ. Wow, quá hay luôn cả nhà ơi, chú làm cái nghề truyền thống này rất là ok, với hai là chú làm theo cái tâm á cả nhà, không cần phải lời nhiều. Rất là sạch sẽ nơi chú làm, cả nhà thấy là nè, rất là sạch sẽ từ cái nồi cái mấy cái thùng này rất là sạch sẽ cả nhà, nên bà con mình có yêu cầu thì rất là yên tâm. Không phải là nhiều khi rượu là mình uống, mình làm thuốc cũng có nó cả nhà. Liên hệ số điện thoại 076 385 4842. Dạ, chú thứ mấy chú? Chú mười rượu. Cả nhà thấy không? Này nếp không à? Nếp không cả nhà. Nấu ở đây là không có ai mà nấu nếp đâu, chỉ có đúng rồi. Có mười rượu thôi. Dạ. À, quá thơm cả nhà ơi. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều nha chú. Dạ, nhờ vậy mà con tìm hiểu thêm về một cái nghề. Đây. Là mình chỉ ở người ta không có nấu cơm là ta sử dụng men đột phá, ví dụ trộn men vô trong gạo rồi đủ thời gian bao nhiêu ngày. Đỡ một giai đoạn phải không? Ta chan vô bắt đầu người ta tới ngày người ta kéo. Thì cái đó nó đỡ một cái khoảng. Dạ. Ví dụ nấu ra thì nó tốn ra, nó củi thì nó cũng tốt, nhưng mà thời gian nó tính ra nó cực hơn, nhưng mà có cái nó lợi hơn cái này. Dạ. Còn đặc biệt chú thì không có làm mà như vậy. Cái này thì nấu theo cách truyền thống, nghĩa là mình hấp đàng hoàng, rồi mình ra mình trộn men, rồi mình ủ trong thời gian bao nhiêu ngày, rồi tới bao nhiêu ngày mình kéo. Dạ. Thì như vậy nó mới đạt cái rượu nó vừa ngon mà nó vừa thơm. Dạ. Là rượu mình uống nó rất là khỏe. Mấy cái người khách hàng ta lại ta mua rượu ta uống, nói trời rượu của ông uống sao giống như uống nước thì sáng thì nó phải ghê. Đúng cái đó, thật sự nói vậy đó. Cả nhà nãy cũng đã thấy mình có quay cho cả nhà xem là cái quy trình chú ủ
nếp như thế nào, ủ rượu để nó lên men như thế nào, cả nhà cũng đã thấy rồi đó. Nó rất là thơm và sạch sẽ cả nhà. Nó lên men. Đây là cách nấu truyền thống của chú, không có gì lợi nhuận mà chú phải kiểu mà mình lợi nhuận quá, chú không có lợi nhuận nhiều. Vì vấn đề là chú làm theo cái tâm đó. Nó là cách truyền thống. Dạ. Không có bỏ gì. Bây giờ tới giờ mở cửa là tôi mở cho cô coi. Dạ. Người ta lại nó an toàn với thực phẩm hơn của người ta một dạ. Một cái nữa là ví dụ như thay vì bây giờ rượu của người ta ra, người ta pha với nước mưa hoặc nước lạnh. Dạ. Còn ở đây là pha đặc biệt nước sôi trong đây nha. Dạ. Có nước sôi luôn. Nước sôi luôn, cái này dạ. Nó sôi tới là một tiếng mấy đồng hồ. Dạ. Nấu nước sôi luôn. 100 độ mà. Nấu nước sôi luôn cả nhà. Dạ. An toàn thực phẩm dạ. Luôn. Đó. Là không bao giờ pha với nước sống nào vô hết. Dạ. Đặc biệt là chính. Còn người ta pha lại nước mưa, nước cái này, nước cây đưa pha lại. Như nước cái hồ người ta lấy đâu mà mình không có. Đặc biệt mình không được an toàn, không được sạch sẽ gì mấy. Đâu có an toàn, cái là mình về nó mới an toàn. Đặc biệt còn là lấy nước sôi đây là 100 độ mình ra mình pha rượu mình để đâu có hư. Đâu có giờ hư. Nước là nước sôi hết rồi rất an toàn. Sôi dưới. Nhà thấy không? Không được sôi dưới. Không sôi dưới đây là cái hồ nó nở giùm thấy hấp dẫn quá nha. Cái này mình thò tay bóc một cục mình ăn chứ. Ăn thử ra bóc thử đi, bóc thử đi. Chừ thử đi. Nóng nha. Đậu. Đây mới. Nóng lắm không được. Không được nóng lắm. Không, cái độ nhiệt độ nó rất là cao cả nhà. Thử không bóc ăn thử được. Đây nó một lên 100 độ thì trong vòng phải là 15 phút. Dạ. Nếu là mình chùm lửa nó hơi lớn nó đều lửa. Dạ. Nhưng mà cái này nó hay con cái là mình mở lửa là mình cho cái nhiệt độ nó vừa nó cái vậy nó hoài nó chuẩn thì nó hay hơn. Cái nếp này rượu này cũng vậy, mình xuống là lửa nó đều hơn. Hay chùm một cưa hoặc củi. Dạ. Thì hai cái thứ đó là lúc lửa mạnh lửa yếu. Đúng rồi, mình không cái này nó đều lửa ngọn lửa nó đều vậy hoài rượu nó xuống nó ngon lắm. Yeah. Nó không bao giờ mà nghĩa là nghe cái mùi gì nó khác hơn cái mùi hơn mùi, yeah. Mùi thơm của nó. Nhiều lúc có khi nó quá lửa, có khi yếu lửa thì mình canh không được. Ví dụ như cái kia mình châm còn thì thỉnh thoảng còn bị khét. Dạ, yeah, đúng rồi. Có khi mình mua rượu á bị của khét. Bị khét. Dạ, có khi khét còn này thì này mình châm cái lửa vừa đều như khoảng 1 tiếng 45. Em mà không uống rượu mà em nghe nên thấy nấu vậy muốn thèm rượu đây nè. Vậy chứ người ta nghe hấp dẫn tùy theo loại người, tùy theo người cái quá trình người làm. Cái này là mình nghe mình hấp dẫn mình thèm này cả nhà, cái mùi của nó rất là thèm. Ở đây là rượu, đây là cái chỗ này là nói chung là đại gia nó mua nhiều. Cái sao đại gia người ta có tiền người ta kỹ. Thấy cái lại cơ sở mua rượu là những người đó ta xuống hay tham quan cái lò. Nói chung là sạch sẽ mình có, nghĩa là mình có nấu theo cách truyền thống mà được không? Nói chung là người ta có tiền người ta kỹ. Chứ lại bây giờ con cũng có nghe có nhiều người nói là có rượu gì pha có chất thuốc của Trung Quốc không biết có không chú? Dạ. Nó là pha cồn methanol rồi có dùng đó là dùng ngoài Hà Nội. Dạ. Còn mình ở đây thì nói chung là chắc cũng không ai làm vậy đâu mà đều mình cũng không biết được người nào có không mình không biết chứ mình là ok là an toàn vệ sinh thực phẩm luôn. Nhiều người ta kỹ uy tín và chất lượng đi đôi đó, nói chung là nhiều người kỹ nó quan trọng cách nấu cách đúng rồi, nó đúng một uy tín và chất lượng đi đôi. Rồi con thấy vậy con cũng mừng cho chú vì chú sáng kiến rất là hay với hai là rất là sạch sẽ, an toàn thực phẩm vệ sinh đó cả nhà ơi. Nè, cả nhà thấy nè, rượu nè cả nhà. Đó, đã ra hành nè, rượu rồi đó. Đó, chú chắc clip cho đó. Cái giá nè, cái giá nè, thấy không? Nó có giá ở trên nè. Dạ. Cái này là 40 nè, 35 nè, 30 nè, 30, 20 thì đủ giá. Dạ, dạ, dạ. À, chú có tặng mình một lít rượu nhưng mà mình nhận nửa lít thôi cả nhà. Thử thôi coi. Hồ rất thơm cả nhà ơi, hấp dẫn quá. Mình về cho mẹ mình ngâm rượu thuốc. Cái này là 50 độ luôn nha bà con. Dạ, cái này không những mình uống mà lại còn nấu thịt bò luôn. Nấu thịt bò luôn. Dạ. Ngon lành luôn. Cháy khô dễ luôn. Nghe hấp dẫn mà mình không có biết rượu nghe mùi mình thấy hấp dẫn cả nhà. Nướng mực đồ luôn. Nướng mực nấu thịt bò luôn. Ở đây là nấu thịt bò này là thường xuyên luôn. Rồi, dạ, tặng cô luôn. Con cảm ơn chú thật nhiều. Rồi, chúc rồi, chú rồi. Được nhiều sức khỏe. Rồi, ok. Cô được nhiều sức khỏe. Rồi, kênh xin cả tạm kết thúc video tại đây nha cả nhà, hẹn cả nhà những video mới tiếp theo.